Rồi ok, chạy cho 500 anh em nha. Thì hôm nay Đảm sẽ làm một cái video đi săn tiếp tục nha các bạn. Hôm nay Đảm sẽ đi test cái cây mẫu ná mới của mình, A7 cọp đen, còn có tên là Tiger Black nha các bạn. Mẫu này hoàn toàn mới luôn. Ok. Thì anh em thường thường anh em hỏi mình đi săn khẩu thun gì. Nói chung là hiện tại là mang những cái đầu clip mình có nói rất là nhiều nha anh em. Thì khẩu thun mình đi săn đó là cái đầu trên đây 11 nè, đầu nhỏ 11, đầu dưới 18. Đó. Độ dài 125, bắn 17 nha các bạn. Rồi phụ kiện mình đi săn gồm có là ná nè. Ná này hiện tại là mình có 3 khẩu đầu chạc. Chạc 75, 77. Cái này mình xài 77 nha các bạn, thường mình bắn 77 nhiều. Dưới chạc 8 nha các bạn. Rồi đầu chạc này hiện tại là 19.5. Đó, anh em gắn đầu 19 là ok luôn. Đây có đính 500 nha các bạn. Đó. Rồi thì phụ kiện đi săn có bi nè các bạn. Đây là cái hết bi mình đang dùng. Đó. Cái móc này rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó. Nếu mà anh em mua cái cục hết bi á, cái cục hết là các bạn, hết rất là to nha, 25 á các bạn, 25 nè. Có cái móc này á, ở đây mình có móc mình có 3 loại. Nè, loại này là với loại là một nè. Loại này, bốn loại luôn á. Bốn loại các bạn, ba loại chứ ba loại. Với một loại này nữa là ba loại. Đó. Cái này mình tháo ra cho anh em coi nè. Nó có giá là 90, cái móc nè, dưới cục hít các bạn, gắn vô cột lại. Có giá 90k, còn cái con này á, cái cục này 500 này hiện tại là có giá 75.000. Cái là đẹp nha anh em. Nhưng mà nhìn nó không phê bằng này gắn vô. Nằm gắn vô nè, anh em thấy rất là ngầu không? Đây mình đang dùng luôn. Rồi ok, mời các bạn đồng hành cùng mình Đảm nha. Tiêu Việt nó đây đó, không nó chạy nữa đó. Chạy lại đi. Tao bắn chút mặt nó. Trời ơi, trời sao mà nó đi. Vừa tới nó hút cái này cái cống à. Giỡn hoài. Phóng nhiều phóng nó phóng không được, nó chống trơn kêu phóng mình. Chúng chơi phóng gì phóng bột. Rồi. Đây các bạn. Màu mới nha các bạn. Lúng gì vậy? Có giờ đâu rửa. Còn này đổi màu rất là đẹp nha các bạn. Cổ luôn không? Ừ. Rồi, ok. Rất là đẹp các bạn. Tiếp tục nha các bạn. Rớt. Rớt nè, rớt nè.
rớt rớt. Bởi vậy quay là rớt ạch xuống. Thì bên đây nè. Nãy nó xào dứt nè. Ừ. Nó xào xuống đất đó. Lụng lông đó. Nghe bóp không? Yeah. Mở luôn. Tiếp mục lộ xong nha các bạn. Có cái thấu cứu tao, cứu tao không rồi. Ừ. Mẹ. Xong không sạch. Em nè anh em. Ừ, cũng nặng. À, con này mượt hơn mấy cái kia. Con này mập hơn mấy cái kia nhiều ơi. Hay cái nghe tên luôn à. Xiên không ăn. Quậy 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 bắn quậy ơi. Trời ơi bắn chết. Này. Còn con này đổ màu đó các bạn. Ú nu thì muội luôn quậy ơi. Quái bị đâu đi. Một cái thử. Keo mà nhỏ heo đau quá rồi. Gớt 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 gớt. Tổ chát anh em mình bữa nay. Hôm nay mấy anh đánh bao rồi xem tiếp các bạn. Hai con. Nó bị hai con các bạn. Với em bị mà gớt mà đồng cũng qua. Cũng được ha, anh bao cũng được ha. Rồi chào anh em nha. Rồi lội xong mệt quá anh em ơi. Hôm nay đi săn một con nó mới của mình nè. Chặt 77 nha các bạn. Mình hay dùng 77. Rồi được 4 cò các bạn ơi. 4 em. Rồi có mùa nói chung là con nào nó mập như con heo vậy các bạn ơi. Có con đầu bắn hay gồm thôi. Còn ba con sau rất là mập. Chiên mắm ăn đi. Rồi cái gì hoài hôm nay chiên mắm các bạn. Vừa vàng thôi chứ nè, vừa là chín nè. Đây, coi. Cò chiên nước mắm đúng không? Chính xác. Mình đổi khẩu vị. Rồi ok, chào anh em nha. Thì hôm nay đầu bếp Hoài sẽ nấu cho anh em một món đó là cò
chiên nước mắm nha các bạn. Còn mà chi gì nhắm bao ngon không? Bao ngon để mình hứa với anh em nè. Ngon chứ. Làm phải tự tin mới được, bao ngon luôn. Ok, nếu mà không ngon là mình sẽ phải với chú Hoài nha các bạn. Chú Hoài cho con xin 6 cái đùi. Chú Hoài cho 6 cái giò. Chú Hoài cho muốn ăn đùi chứ tao muốn ăn giò. Sau khi chiên sơ nha. Rồi, Hoài sẽ thử tỏi nè. Hành đó chút xíu mình để vô hàng sao Hoài hay để chung luôn? Để xíu để. Chút xíu để phải không? Về sau cho vàng, xào cho vàng lên đúng không? À, trong cái chén này người ta là nước mắm như vậy nè. Hoài Hoài khoan khoan. Nước mắm như vậy đây rồi. Mắm đường ngọt. Đường nhiều không? Ba muỗng mắm, muỗng rưỡi đường. Rồi, chảo hơi nhỏ rồi. Chảo hơi nhỏ rồi, bỏ hành luôn. Là bên cho nó ngồi đây, bên cho nó ngồi đi rồi cho chú Hoài gấp cho bên một cái đùi chú Hoài. Cho bên ăn thử coi ngon không? Đúng rồi. Ngon dở nó thiệt nha bố anh. Chia sẻ cảm xúc. Nha. Sao tính? Ngon không? Chưa cắn cái nào ngon dốc. Vừa ăn không? Đây nè, bố anh nè, bố anh đang ăn nè. Cho nhai đây. Nhai nốt đây. Cảm nhận đây. Món cò này sao con? Sao? Sao nhăn nhăn? Là cảm nhận suy nghĩ. Hơi đắng. Cái bệnh gì hỏi nó. Đắng. Đâu rồi tính này. Đúng không? Cảm cái hồi dính cái hối luôn kìa. Ok, thật quả nhà thì hôm nay hai anh em mình đi săn về nấu nướng một cái món Hoài làm là chiên nước mắm nha các bạn, nhưng mà mình đặt là cò sa mạc nha. Đi sa mạc nó khô quá trời luôn các bạn, còn xương nhưng mà mình kêu chiên vừa vừa, chiên quá chiên. Hỏi chị mình nè, hỏi thiệt ngon nha các bạn. Không ngon dở nó thiệt chứ, nó thiệt chứ trời, ngon quá rồi, nó dốc nữa rồi. Hoài ngon không? Ủa sao kỳ kỳ ta. Hello, bây giờ mình sẽ ăn thử cái món cò sa mạc của bạn Hoài nha các bạn. Rồi đây là mình đang cảm nhận sao mà nói gì cho anh em nha, biết luôn nha. Cái đồi người ta bự nhưng mà chiên còn bự lớn nha các bạn. thiếu đường. Không ngọt. Thiếu đường phải không? Không dặn à. Khôi tài à. Đắng. Đếm ngọt thất bại nè. Ừ, sao đếm ngọt đắng không? Thiếu đường. Thiếu đường. Thấy nhớ. Cái này cũng chung cũng vừa ăn à. Thêm miếng nước mắm nữa. Thêm miếng đường nước mắm nữa. Không mặn. Không mặn. Chấm ở trong cái này không có mặn. Chấm cũng vừa, chấm là vừa. Các bạn, mà cái này đã là món của Hoài nấu là sao rút kinh nghiệm. Cái nhất á là Hoài chiên chín nó khô, rất là khô rồi Hoài mới để vô khèo nó mắm, khèo nó mắm lên nó thấm không kịp, cho nên tại mùa gì nó chiên nó nằm ngoài đây thôi. Nếu mà cà lem thì được, nó liếm như không, nó thiệt nha, nó mùi ngoài rất là ngon nhưng mà cắn vô trong khô gan à. Kì vô của tôi rồi. Ok, nói chung là ngày hôm nay chấm điểm cho Hoài, nếu mà 100 điểm á giờ cho ông Hoài 70 điểm, đáng lẽ là cho 60 nha các bạn. Nói chung là ăn cũng nhiệt tình lắm anh em mình. Đây cả nhà mình đang ngồi ăn nè. Ngon mà. Ừ. Rồi đồng hồ chinh kết thúc của video tại đây nha các bạn. Rồi chúc tất cả các bạn xem video thật là vui vẻ nha. Bye bye cả nhà ơi. Bye bye Hoài, bye bye nhà bếp chúng ta ngày hôm nay. Gán hết cái chảo nha.